chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con và các bạn, liên kết trong nông nghiệp là chìa khóa giúp nhiều nông dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống. Ở Đức Trọng, Lâm Đồng, một trong những đầu mối liên kết và tiêu thụ nông sản cho hàng ngàn nông dân phải kể đến Hợp tác xã Nam Sơn. Chúng ta sẽ cùng đến thăm Hợp tác xã này ngay sau đây. Thành lập từ năm 2014, Hợp tác xã Nam Sơn ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng hiện là một trong những hợp tác xã có quy mô lớn ở địa phương này. Hiện Hợp tác xã Nam Sơn đang tổ chức sản xuất trên 3.600 hectare, trải đều trên các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà. Trong đó gia đình giám đốc Nguyễn Văn Đoàn có tới hơn 100 hectare, 6 xã viên còn lại có vài trăm hectare, còn lại là đất của nông dân liên kết với hợp tác xã. Cơ cấu mặt hàng của hợp tác xã cũng rất đa dạng, gồm củ cải, cà rốt, khoai lang, cà tím, cà chua, với sản lượng cung ứng ra thị trường không dưới 200 tấn một ngày. Trong đó, 50 hectare sản xuất rau củ theo tiêu chuẩn Việt Gáp, mỗi ngày thu hoạch 5 đến 10 tấn, xuất bán buôn vào các siêu thị khó tính nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích còn lại sản xuất rau củ quả đại trà, giá không cao lắm, nhưng phù hợp với khả năng đầu tư, trình độ sản xuất của đa số nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Hợp tác xã Nam Sơn thì chủ trương là làm rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay thì đang cung cấp cho các siêu thị ở thành phố. Chung là cũng hợp tác xã hoạt động được hơn 3 năm rồi. Cũng đã lạt mình là cái nơi làm rau và có thể nói là khí hậu nó thuận lợi cho tất cả các loại cây trồng. Rồi là mọi rau là có thể làm được quanh năm. Thành ra đó là cái thuận lợi của mình. Thứ hai là tôi là xuất phát từ nông dân, thành ra là tôi cũng có thể là nói là suốt rồi cái lúc mà ra làm bây giờ là làm nông hết, thành ra đó là một cái lợi thế. Nông dân ở đây thì thật ra là thuần nông rồi, mình ở với đây, nhau ở đây biết hết rồi. Rồi các hộ liên kết thì hợp tác xã cung cấp cho phân, giống, thuốc, rồi kỹ thuật. Người nông dân chỉ có mỗi việc là làm cho nó tốt theo quy trình của kỹ thuật đề ra là được thôi. Hiện mảng kinh doanh dịch vụ sơ chế cà rốt, củ cải của tác xã Nam Sơn đạt sản lượng 72.000 tấn một năm, doanh thu 360 tỷ đồng, tức 1 tỷ đồng một ngày, lợi nhuận thu về khoảng 18 tỷ đồng một năm. Về phía nông dân liên kết, sau khi trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi hecta lãi khoảng 150 triệu đồng. Nhờ liên kết với hợp tác xã, hàng nghìn hộ nông dân ở các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà đã thoát nghèo. Nhiều hộ vươn lên làm giàu bền vững, trong đó có hơn 100 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Khi liên kết với hợp tác xã, nông dân sẽ được đầu tư toàn bộ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tôi xuất thân từ người nông nghiệp ở quê ông Bảy. Thì vào đây thì thấy làm cái la ghim này thì có lợi nhuận, mà cũng là mình làm theo với hợp tác xã thì khi mình làm ra sản phẩm thì hợp tác xã là có thu mua cho mình, thì đến cái đó là mình yên tâm, chứ không phải là mình bán hàng ra ngoài chợ, ngoài mình phải tự đi tiêu thụ, đó là yên tâm để làm với hợp tác xã. Ngoài 1.000 hộ nông dân liên kết, hợp tác xã Nam Sơn còn giải quyết việc làm với thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Chỉ riêng lao động thường xuyên tại hợp tác xã đã lên đến hơn 300 người, còn tính cả lao động thời vụ thì gần 6.000 người, với thu nhập bình quân 5 triệu đồng một người một tháng. Chúng tôi đánh giá đây là mô hình hoạt động sản xuất liên kết có hiệu quả nhất trong huyện Đức Trọng trong việc giúp hỗ trợ và giúp bao tiêu nông sản cho người nông dân trong huyện nhà. Hiện ngoài các giống rau củ truyền thống, hợp tác xã này còn dự định đưa ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp mới, độc đáo để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Cung cấp cho thị trường mỗi năm hàng trăm ngàn vịt giống, thu nhập hàng tỷ đồng. Anh Nguyễn Đình Khiêm, thôn Đông Hà, xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà là một trong những nông hộ chăn nuôi nổi danh trong vùng. Ngoài làm giàu cho bản thân, vịt giống của trang trại anh Kim đã giúp hàng chục hộ chăn nuôi xung quanh cùng phát triển. Đây là trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Đình Khiêm ở xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà. Thuê diện tích mặt nước tại đập thủy lợi thôn Thanh Hà.
anh dùng diện tích này để nuôi cá với năng suất vài chục tấn trên một năm. Nhận thấy mặt nước vẫn có thể tận dụng được, anh mua giống vịt Grimo, loại vịt siêu nạc có nguồn gốc từ Pháp, là một trong những giống vịt có năng suất cao nhất hiện nay về nuôi. Ban đầu, anh nuôi lấy thịt, nhưng con giống không đáp ứng đủ nên anh quyết định nhập 2.000 vịt giống bố mẹ để nuôi vịt đẻ. Đó là cái mục tiêu của anh, là khi mình nuôi con vịt thịt là mình chỉ tận dụng những cái nguồn phân lúc đó, mình chưa có tính cái lợi nhuận về vấn đề con vịt thịt nó là bao nhiêu. Đó, nhưng khi anh nuôi con vịt giống này thì lúc đó còn anh thấy không có lợi nhuận, về mức độ tăng trưởng nó nhanh. Hai nữa là nó chờ lợi nhuận tốt. Thì năm ngoái anh chỉ dựng chỉ có mấy trăm con, có 500 con thôi. Cái là mục tiêu của anh khi anh sản xuất ra con giống là ra con vịt con là anh để lại là anh tự sản xuất ra giống và anh tự nuôi. Đó. Thì khi mà anh sản xuất ra 500 con giống thì thực tế nói là cái vịt con anh không có đủ để nuôi. Thì thấy anh em bà con nói chung người ta gắn bó với mình, anh quyết định năm nay anh dựng lên 2.000 con vịt bố mẹ để chia cho anh em nuôi, rồi còn lại cái phần mình để mình nuôi. Nhưng mà cuối cùng năm nay vẫn chưa có vịt giống để nuôi. Phía dưới là cá rô phi, cá trắm, cá mè, mỗi năm đánh bắt được gần 30 tấn, có thu nhập vài trăm triệu đồng. Phía trên là bầy vịt trắng bơi lội, cho lãi mỗi tháng trên 200 triệu đồng nhờ bán trứng giống và vịt giống. Với giống vịt Grimo, năng suất đẻ trứng tối đa 280 quả một năm trên một con máy đẻ. Mỗi tháng, anh Kim thu được 40.000 trứng. Trại vịt Grimo giống của anh Kim có 2.000 vịt mái và 400 vịt trống. Với chu kỳ đẻ trứng tối đa 280 trứng một năm trên một con máy đẻ. Mỗi tháng, anh Kim thu được 400.000 trứng. Trứng giống giá 10.000 đồng một trái. Vịt con 22.500 đồng một con. Để đáp ứng nhu cầu ấp, anh mua 7 máy ấp trứng với giá 90 triệu đồng một máy. Mỗi máy đạt công suất 10.000 trứng một đợt. Thu nhập có thể nói rất khả quan, nhưng theo anh Kim, nuôi vịt giống không dễ. Vịt giống đầu tư ban đầu rất cao. Kỹ thuật ấp trứng cũng rất quan trọng, vì vịt Grimo là một trong những giống vịt đòi hỏi kỹ thuật ấp chặt chẽ. Anh Kim cho hay, nuôi vịt giống đòi hỏi phải giữ sạch bệnh, tiêm vaccine đúng tuổi và phải giữ cho môi trường thật sạch để có trứng giống sạch. Hiện, việc nuôi vịt giống của anh Kim khá thuận lợi. Thì như con vịt của anh thì anh chỉ nuôi ở cái mục tiêu là gì? Mình lấy ngắn thì mình nuôi dài thôi. Chứ mình lấy lợi nhuận của con vịt, mình đầu tư cho con cá. Đó. Thì giả sử những cái ngành chăn nuôi của anh cho dù có vấn đề nó rủi ro hay là nó không có lợi nhuận hay chăng nữa, nhưng mình vẫn lời được cái nguồn thức ăn cho cá. Nói chung là đối với anh con vịt giống và vịt bố mẹ này thì cái việc mà từ lúc anh làm giống đến giờ nói chung là đang gặp nhiều vấn đề thuận lợi tại vì cái thị trường của mình bây giờ như là cái ngành heo cúi nói chung là năm ngoái năm nay là bây giờ nó đang thiếu hụt về vấn đề cái thực phẩm. Hai nữa là tất cả những cái trang trại mà người ta đang nuôi heo bị thua lỗ trong những cái năm vừa qua, cho nên là người ta đang tập trung vào ta nuôi những con ngon ngắn ngày để chỉ như con vịt, con gà này. Cho nên là đó là một cái thuận lợi nhất của cái ngành vấn đề coi như là cái con gia cầm, con gà hay là con vịt. Mặc dù có đàn vịt lớn, sản xuất vài chục ngàn trứng và con giống mỗi tháng, nhưng trang trại này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu con giống trong vùng. Hiện chỉ tính riêng trên địa bàn xã Đông Thanh, đã có hơn 10 nông hộ chăn nuôi vịt siêu thịt, mỗi hộ nuôi vài ngàn con. Đây là giống vịt ngắn ngày, năng suất cao và giá cả rất ổn định nhiều năm qua. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng đang rất quan tâm đến việc phát triển mô hình này để cải thiện kinh tế cho người nông dân. Là trong cái thời điểm vừa rồi thì cái giá heo nó mất khoảng độ sấp xỉ 2 năm, và cái giá nó rất là hạ, mà người nông dân thua lỗ rất là lớn. Mà cho đến hiện trạng bây giờ thì cái thực tế mà những người mà quay trở lại đối với cái con heo thì nó lại không được nhiều như trước nữa. Khi mà cái con vịt này đưa về thì cũng thưa mấy anh chị là cũng không phải là nhiều người đã dám đưa vào nuôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì nếu như khi mà nuôi ấy, thì cái kỹ thuật trong tay mình nó chưa đủ. Về cái đầu tư, về cái cơ sở hạ tầng thì nó cũng lại thiếu. Cho nên là cái người mà nuôi cái ban đầu ấy, là rất là khó khăn trong cái việc mà để có cái hiệu quả về kinh tế. Nhưng mà đến khi từ khi mà cách đây khoảng độ 2 năm trở lại về đây ấy, thì những người mà nuôi vịt theo đúng cái quan điểm đầu tư về cơ sở hạ tầng,
rồi thì đến cái kỹ đầu tư về cái kỹ thuật thì cái hiệu quả thì tôi thấy là hầu như là rất là đạt cao nữa là khác, nhưng mà chưa có một trường hợp nào gọi là thua lỗ. Thì đấy là những cái hướng đi của bà con nông dân thì thực sự là đã mang lại những cái hiệu quả kinh tế rất là cao. Hiện anh Kim đang tiếp tục mở rộng diện tích trại nuôi, tăng số lượng vịt bố mẹ lên để đủ vịt con cung cấp cho thị trường. Kết hợp diện tích hồ nước vừa thả cá vừa nuôi vịt, không chỉ làm giàu cho gia đình với thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm, trang trại này cũng giúp người dân trong vùng có địa chỉ mua con giống uy tín cùng chăn nuôi làm giàu. Bà con và các bạn thân mến, vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành quyết định về việc loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Acephat, Diazinon, Matasion và Zinphosphit ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Cụ thể ra sao, mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Theo đó, các thuốc có chứa hoạt chất Acephat, Diazinon, Matasion và Zinphosphit không được phép nhập khẩu và chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 1 năm, đến ngày 27 tháng 10 năm 2019, đồng thời ngừng toàn bộ các thủ tục đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Acephat, Diazinon, Malathion và Zinphosphit vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2018. Hoạt chất Acephat. Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 25 tên thương phẩm có chứa hoạt chất Acephat, 23 thương phẩm chứa đơn chất Acephat và 2 thương phẩm chứa hỗn hợp Acephat và hoạt chất khác. Đăng ký phòng trừ dịch hại chủ yếu trên lúa, điều, cà phê, mía phổ biến tại Lâm Đồng. Có các tên thương phẩm như Lancer 40EC, Mac 75SP, v.v. Hoạt chất Diazinon. Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 33 tên thương phẩm có chứa hoạt chất Diazinon. 31 thương phẩm chứa đơn chất Diazinon và 2 thương phẩm chứa hỗn hợp Diazinon và hoạt chất khác. Phổ biến tại Lâm Đồng có các tên thương phẩm như Diazan 10GR, Diazon 10GR, Vibasu 5GR, v.v. Hoạt chất Malathion. Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 2 tên thương phẩm có chứa hoạt chất Malathion, 2 thương phẩm chứa đơn chất Malathion và 1 thương phẩm chứa hỗn hợp Malathion và Fenvalerat như Malas 73EC, Manvat 21EC. Phòng trừ nhiều loại sâu ăn lá, chích hút và nhện đỏ như sâu cuốn lá, sâu keo trên lúa, sâu khoang, sâu xanh trên lạc, sâu bao trên điều, hoặc chất Zinphosphit. Trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam hiện hành có 2 tên thương phẩm có chứa hoạt chất Zinphosphit là Zinphos 20% và Fokepa 20%. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.